Chào cả nhà, chào các bạn. Hôm nay Thu đọc tiếp câu chuyện Bé Sơn đứa trẻ mồ côi. Đây là một câu chuyện trong tập truyện của chị Ngọc Phương Trinh, viết về chính cuộc đời của chị. Trong sự xa cách này, Sơn là người chịu thiệt thòi nhất, mất mát nhiều nhất, còn tôi mang nhiều ân hận, nhiều xót xa vì những hành động vô ý thức, vô trách nhiệm, thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ khi đã tự nguyện đến viện, tình nguyện săn sóc đỡ đầu cho đứa bé bạc phước đó, để rồi bình thản ra khỏi cuộc đời nó mà không hề bận tâm đến tình cảm, đến suy nghĩ của nó, đến tâm lý bị xáo trộn của đứa trẻ. Nhiều năm trôi qua, một hôm tại hội chợ Domaine de Mairie ở Đà Lạt, tôi gặp lại một chị bạn cũ, chị Hoa, nay đã trở thành nữ tu dòng thánh Vĩnh Sơn. Sơ Hoa cho tôi biết về Sơn. Tôi bồi hồi lắng nghe chị ấy kể. Phương biết không, vào những năm sau này, những buổi chiều thứ bảy vắng Phương, bé Sơn nó vẫn lắng nghe tiếng gót giày của Phương đó. Thằng bé vẫn tìm kiếm bàn tay thân thương, rồi rờ rẫm, rồi nó thất vọng và lẳng lặng mò đến một góc tường, ngồi thu mình. Từ dạo đó, nó trở nên lầm lì, mình tội nghiệp nó quá. Ngừng một lát, Sơ Hoa tiếp, phải chi nó khóc được như những đứa bé khác, mình chắc nó sẽ đỡ khổ hơn đó. Kể ra, thằng bé cũng lì thật. Mình an ủi nó, bảo mai mốt cô Phương đến thăm, Sơn phải ngoan nghe. Giá mình biết bồ ở đâu mình cũng liên lạc đó. Nhưng khốn nổi, cho đến mãi ngày hôm nay, tình cờ tụi mình mới gặp lại nhau ở hội chợ này. Thôi thì biết làm sao được, đành cầu Chúa phù hộ cho nó, Phương à. Tôi nghĩ Sơn nó không phải là đứa trẻ lì lợm, nhưng có lẽ đôi mắt mù lòa của nó đã không cho phép nó có được dòng lệ như những đứa trẻ có đôi mắt sáng bình thường. Điều này làm tôi thêm buồn. Ai chia sẻ nỗi niềm này với Sơn? Ai là người an ủi vỗ về nó đây? Tôi ân hận cho đến mãi sau này. Tôi đã có một thiếu sót lớn là không chuẩn bị tinh thần cho Sơn khi tôi sắp lập gia đình và sắp đổi đi xa. Phải chi tôi đừng đến viện mồ côi, đừng cho đứa trẻ đó tình thương, đừng để nó hy vọng. Và nếu không biết đến tôi, thì chắc hẳn nó đã quen với kiếp sống đơn côi và an phận với kiếp sống mù lòa. 10 năm nặng nề trôi qua, 10 năm với nhiều thay đổi, nhiều khó khăn chồng chất của thời bao cấp, thì giờ đây chắc Sơn cũng đã lớn lên, đã biết tự kiếm sống như những thanh niên mù lòa hát dạo trên vỉa hè, trong các quán ăn hay các bến xe đò liên tỉnh mà tôi đã có dịp gặp. Đã nhiều lần tôi cố tìm kiếm trên những gương mặt âm thầm chịu đựng đó bóng dáng của một bé Sơn ngày nào, nhưng than hỡi, những cửa sổ của linh hồn đã khép kín và nét an phận trên những gương mặt âu sầu đó đã không giúp gì cho tôi được cả, mà chỉ để lại trong tâm hồn tôi một nỗi xót xa khôn nguôi. Tôi đã cầu xin và hy vọng có một tương lai sáng hơn đến với đứa trẻ đáng thương này. Hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn cho tất cả mọi người khi tình hình xây dựng kiến thiết chung của đất nước được ổn định lại. Vết tích chiến tranh không còn nữa. Các trung tâm khuyết tật đón nhận những đứa trẻ như Sơn để chúng có một chỗ đứng hữu dụng trong xã hội mới. Những đứa trẻ như Sơn sẽ hữu ích cho chính bản thân và cho đời.
Đó là điều an ủi lớn đối với tôi những năm sau này, khi có dịp đến thăm những trung tâm khuyết tật. Và từ đó, xóa bỏ được cái mặc cảm là đã bỏ rơi Sơn. Khi ngồi viết những dòng chữ này trên vùng đất này, nơi quê hương thứ hai, tôi chợt nhớ đến còn biết bao nhiêu bé Sơn khác ở đâu đó trên quê hương Việt Nam. Tôi hay ở nhiều nơi khác trên trái đất hiện đang chờ đón vòng tay tình thương của chúng ta, hầu sưởi ấm những trái tim bé nhỏ đơn côi. Ngọc Phương, OKC, 1991. Chuyện đã chấm dứt rồi cả nhà. Đọc xong chuyện này, Thu lại buồn man mác, thương cho số phận đứa trẻ mồ côi bất hạnh. Mong rằng sẽ không còn những đứa trẻ như vậy nữa. Thu chỉ biết cầu xin mà thôi. Thôi, Thu xin chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà một ngày bình an, tốt lành. Hẹn gặp cả nhà ở video sau nhé.